canxi phốt, khoáng cho tôm dạng nước tan hoàn toàn, cung cấp đầy đủ canxi, phốt pho và các khoáng đa lượng, vi lượng cần thiết cho tôm. Bổ sung vào thức ăn giúp tôm lột vỏ đồng loạt, nhanh cứng vỏ sau khi lột, phòng trị bệnh cong thân, đục cơ, mềm vỏ do thiếu khoáng, tăng chuyển hóa hấp thu dưỡng chất, tăng trưởng nhanh, nặng cân, bóng đẹp, rút ngắn thời gian nuôi, đạt năng suất cao khi thu hoạch. Tại sao nên chọn Canxifort của Vimedim? Dạng khoáng hữu cơ giúp tôm dễ dàng hấp thu, chuyển hóa, chứa hàm lượng cao các khoáng đa lượng, vi lượng thiết yếu theo nhu cầu phát triển của tôm. Công nghệ sản xuất hiện đại, công thức khoa học tối ưu, không làm kết tủa khoáng, thời gian bảo quản dài hơn nhưng chất lượng không đổi. Liều dùng: tôm dưới 30 ngày tuổi 10ml cho 1 kg thức ăn, tôm trên 30 ngày tuổi 50ml cho 1 kg thức ăn. Cho tôm ăn liên tục trong suốt quá trình nuôi. Trước khi thu hoạch, cho tôm ăn liên tục 5 đến 7 ngày với liều 10 đến 20ml cho 1 kg thức ăn, giúp tôm tăng thêm trọng lượng và độ chắc bóng của vỏ tôm, tăng giá trị thương phẩm. Trường hợp tôm yếu ăn, cần bổ sung khoáng chất cho tôm hoặc canxi phốt vào nước tạt xuống ao nhằm tăng sức đề kháng, tăng sức chịu đựng cho tôm theo liều như sau: mật độ dưới 100 con 1 mét vuông, 1 lít cho 1.000 mét khối nước; mật độ trên 100 con 1 mét vuông, 2 lít cho 1.000 mét khối nước. Hướng dẫn sử dụng: hòa canxi phốt với một lượng nước sạch vừa đủ, 1 lít nước cho 8 kg thức ăn viên nếu rải thủ công, hoặc 1 lít nước cho 10 kg thức ăn viên nếu cho ăn bằng máy. Sau đó tưới đều vào thức ăn, nên áo một lớp vi mê dầu gan mực hoặc dịch trùng quế bên ngoài viên thức ăn để đảm bảo lượng canxi phốt bám vào thức ăn và kích thích tôm ăn nhiều,